từ Campuchia em đi lội bộ về đây đó anh. Ồ vậy hả? Dạ. Ê, cũng vì chữ tiền mà mình đi buôn ba mình kiếm tiền đủ thứ hết. Bây giờ hết tiền cũng tại vô mình chứ vô ai thì sống vậy đi. Chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ còn nhớ lại hình ảnh Duyên Campuchia, một cô gái bị bán sang Campuchia, sống cuộc sống chẳng khác nào là địa ngục nơi xứ người. Em đang làm gì đó? Lượm ve chai. Thôi khổ ghê rồi, trời ơi. Em với anh này lượm thôi hả? Ở trên kia hả? Ôi trời ơi. Anh này em dục giác ta. Ôi anh, ôi trời ơi, dục giác thấy lên đầu. Lâu rồi. Mấy năm rồi chị Duyên? Em ở đây gần 10 năm. Gần 10 năm. Bạn Vũ qua. Bạn Vũ qua. Ôi trời ơi. Vũ qua sao? Vũ kiểu mà đi qua bên đây chơi nó rồi nó có ba mẹ nó bên này có quan chỉ làm cho làm đó. À. Làm gì đàng hoàng. Đó là phải bắt buộc ép làm gái phục vụ ở quán bar, ở nơi massage. Nếu như không phục vụ á, Duyên phải bị o ép chích thuốc và sau đó nghiện ngập phục vụ lấy tiền để mà mua thuốc. Đó là số phận của một cô gái bị lừa bán sang Campuchia. Sau thời gian sống ở nơi đất khách quê người, được trở về Việt Nam thì số phận và cuộc sống của Duyên vẫn không thay đổi, thậm chí là tệ hơn xưa. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ tiếp tục với cô bác quý anh chị một hình ảnh gia đình. Nó đi rồi giống như tại mất bục cũng đồng tiền nó khác hơn ở đây. Mình đi làm gì ở Campuchia hả chị? Làm gì cũng có, bán cà phê rồi massage rồi karaoke cái gì cũng có. Đang sống ở dưới gầm cầu như thế này, cả gia đình ba người sống Campuchia hơn 10 năm. Thời gian nơi xứ người khá lâu, không tích góp được tiền bạc, trở về đây với hai bàn tay trắng, thậm chí lội bộ hàng ngàn km để trở về lại quê hương. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Cơ Sách của tỉnh Sóc Trăng. Đây là quốc lộ 91 á. Dưới cái gầm cầu này có hai mẹ con sinh sống. Và điều đặc biệt là hai mẹ con này á đi bộ từ Campuchia trở về. Sau khi sống ở Campuchia thì chị về đây gần như là tinh thần bất định. Và để hiểu cuộc sống của hai mẹ con sống ở dưới gầm cầu sau một thời gian chị này sống ở Campuchia là như thế nào, thì ngày hôm nay Bùi Hồ và cô bác của chị tiếp tục đồng hành với Bùi Hồ để tìm hiểu về cuộc sống của gia đình của chị ha. Lại đây ha cô bác của chị. Đây là một cái cây cầu rất là lớn luôn. Và nghe nói rằng là hai mẹ con của chị này là sống khoảng 2 năm nay rồi. Rất là nhiều người họ thiếu hụt để mà lên ở trọ. Tuy nhiên thì chị không có chịu lên. Không hiểu vì sao mà lại chị không chịu sống ở trọ vậy, mà lại sống ở gầm cầu lâu như vậy. Đó là cũng là một cái câu hỏi ha. Cô bác anh chị thấy bên kia kìa. Ở gần rừng cây gặm gạp rất là nhiều những cái con muỗi, con côn trùng, rồi thậm chí là cả những cái con động vật bò sát nữa. Nó gây ảnh hưởng cho cuộc sống của mẹ và cả con của mình luôn. Ở đâu con? Đây hả? Đây, nhìn cái hình thù mà vẽ lên nè. Chưa kể về những cái con côn trùng, những cái con động vật bò sát. Mình sẽ nói về cái câu chuyện là nguy hiểm vì sống ở đây là những người phụ nữ nè. Em bé sống ở đây sợ rất là nhiều những cái nguy hiểm xã hội gần gặp nha. Đây là những cái bó củi, những chai dầu ăn, một cái chai nước tương. Và chắc có lẽ đây là cái không gian bếp của chị này nè. Ôi trời. Cô ơi. Không biết là chị chị năm nay bao nhiêu tuổi ha? Năm mươi mấy tuổi rồi. Sống ở đây lâu chưa? Cũng gần năm rồi chú, mùa mưa năm rồi. Gần năm rồi. Dạ. Chị tên gì ha? Mấy cô ở đây với mấy chú ở đây này nói con cháu người ta kêu bằng Quỳnh Giao rồi Thanh Giao rồi lắm chứ. Nhà mình ở đâu mà mình phải sống ở đây? Lúc trước nhớ là ở Cần Thơ đó chú. Nhưng mà nhớ thông thoáng là có vài người quen ở đây mà không dám nhìn tại vì không có chắc. Nghe nói là lúc trước mình sống ở Campuchia hả? Dạ.
Mình sống Campuchia là sống ở chỗ nào ha? Sống ở ban đầu cũng như tùy theo giá tiền á, lúc đó có tiền thì sống gần chợ mới, rồi từ từ ở cầu Sài Gòn, ở ngoài Sa Cà Đa lắm chứ chú. Sống ở gần cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn là ở trên Campuchia nó kêu bằng Ba Mbư. Ba Mbư, chợ Ba Mbư đúng không? Dạ. Rồi lên chợ mới Sa Thamay rồi qua Sa Cà Đa. Chị sống ở cầu gần cầu Sài Gòn là bao lâu? Đó cũng cho em đây có biết cái. Năm cũng 20 năm gì không biết, lâu quá quên. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại đất nước Campuchia và chính xác là tại cầu Sài Gòn. Chiều ngày hôm nay Bùi Hồ và cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ các anh em ở cái khu chợ rất đông người Việt như thế này nha. Thì hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh thuộc Vương quốc Campuchia, và đây là một nơi mà được mệnh danh là nguy hiểm nhất ngay tại cầu Sài Gòn, ngay chỗ chợ Chồm Hổm Campuchia, cô bác quý anh chị. Hiền tên Hiền rồi chú. Anh Hồ hỏi đi, chú ở đâu, ở Việt Nam chú ở tỉnh nào? Cần Thơ. Chú qua đây với ai vậy? Dạ qua đây lâu rồi. Mình về đây là được hơn năm rồi. Không tới hơn năm, là cũng gần năm thôi. Lúc tại thì từ Campuchia xuống xin ăn cũng năm mấy rồi, xuống đây cũng gần năm chứ được. Mình là quê gốc ở Việt Nam. Dạ. Ở Cần Thơ. Dạ. Nhưng mà vì sao mình lại lên Campuchia mình sinh sống hả chị? Lúc đó không có tiền, nghèo khổ trong mình không có tiền, người ta chỉ nên nói lên trên đó đi, rồi giống như tại móc bục cũng đồng tiền nó khác hơn ở đây. Mình lên đó là mình có gia đình gì không? Không, lúc đó là lên đi làm này kia làm lum chứ người chứ. Dạ. Mình đi làm gì ở Campuchia hả chị? Làm gì cũng có, bán cà phê rồi massage rồi câu kê cái gì cũng có. Làm lúc đó còn trẻ đó, rồi xong mà từ từ mới ẩm ra. Lúc đó là lên mà là bao nhiêu tuổi chị nhớ không? Không, nhớ còn trẻ thôi chứ. Chị nhớ còn trẻ thôi. Rồi ở trên đó mình sống không được nữa thì mình về hay sao? Không phải sống không được. Ở chợ anh sống cũng giống như thế này đó chú, nhưng mà khác một cái là ở chợ với ở giường thôi. Mà có một cái ở chợ cái gì cũng tiền, những tiền rồi từ từ món nào có tiền á, rồi từ từ hết tiền rồi ra mà ra ngoài ăn xin. Dạ. Lúc đó là tự mình đi hay là có ai dẫn dắt không? Không, nghe người ta chỉ á. Ta nói lên đó làm đồng tiền nó trên lệch hơn đây, có nhiều tiền hơn xíu. Dạ. Lúc đó mỗi ngày là chị làm được bao nhiêu gear? Massage đó 5 đồng. 5 đồng cho nó 1 tiếng đồng hồ, trả cho chủ rồi khách đo. Giống như là bo 20 ngàn, hoặc là 20 ngàn tiền Campuchia chính là 5 đồng nữa, hoặc là có người 15 đồng, 10 đồng cũng có. Đồng là đô á hả? Dạ. Tính tiền chính, tính tiền đô rồi tính tiền Campuchia cũng có. Thưa với cô bác anh chị là ở Campuchia hiện nay tiền đô với lại tiền ghia gần như sử dụng song song với nhau à. Có đô rồi ghia đó. Thì ngay tại thủ đô Phnom Penh á, gần cầu Sài Gòn là cái cầu đó hướng về Sài Gòn á. Và rất là nhiều người Việt mà sống ở trên đó, kể cả bán vé số nè, rồi bán hàng rong nè, bán bún riêu, rất là nhiều người. Cô là người, chị là người Việt Nam hả? Dạ, Việt Nam. Dạ, chị đang làm bánh gì đó? Nên mình làm cho người ta quán chảo dầu ạ. Nó ghê lắm, ở đây không dám hó he. Nó mình làm gì là nó ghét mình lắm. Vô nhà đóng cửa, vô phá kính tre. Dạ. Ở đây là bao nhiêu? 10.000 đồng một tờ là chị lời được bao nhiêu tiền? Lời được 300 đồng. 300 tiền miên á. 300 tiền miên thì nó khoảng 1.800. 1.800 tiền Việt Nam. Đâu có hơn 1.800 thôi. Cái tô bún riêu ở đây là em ước tính được là nó khoảng gần 50.000 hả anh Đức? 50.000 tiền Việt á? 40.000 tiền Việt. Hả? Về dưới cũng đâu có xa đâu, mà tại vì thấy như mình về dưới rồi cái công ăn việc làm mình không có ổn định dưới rồi nên ở đây. Rồi chị nhớ rằng mà là mình sống được bao nhiêu năm ở đó không? Nhớ lâu rồi chú, mà không biết nhiêu. Lúc trẻ trẻ tới giờ. Chị nói là thấy nghe người ta giới thiệu như vậy thì lúc đó là mình đi không có người ở có người trong gia đình, đi với bạn hay sao? Không, tự lên à, tự nghe nói rồi hỏi đường người ta. Đi bằng phương tiện gì lên chị? Giống như xin đi xe, mà đi xe khách đỏ, xin trả tiền rẻ cho người ta, tại mình nói thiệt là người ta cho hết trơn à.
chủ xe người ta cho, người ta làm mướn người ta cho đi chứ. Hồi lúc về dưới này cũng đâu có tiền nữa, đang xin dài dài hỏi mấy chú công an chỉ vô bến đò trong á. Đúng đò trong người ta nói vô bến đò trong đi, người ta làm phước ta cho đò đi ngang, đưa ngang cho. Chứ đi bằng ngoài này là tiền nhiều lắm, đi không được đâu. Lúc đó về là còn giấy tờ không? Không, mất lâu rồi chú, ở trển không có giấy tờ. Không có giấy tờ luôn? Dạ. Vậy là không quốc tịch luôn? Dạ. Rồi còn giấy chứng minh là ở Việt Nam không? Không, mất mất chung hết luôn rồi, rất lâu rồi. Mất trước trận Covid lâu. Ê hả? Vậy là chị giờ sau Covid hả? Vậy sao? Sau Covid hơi ổn định rồi, xong mới lội bộ về tới đây. Lúc về là lội bộ về? Lội không à, ba người lội bộ không à. Ba người, bên ngoài sau là? Con gái con này cháu. Con gái hả? Dạ. Chị có ông xã hay sao? Có, lúc ở Cần Thơ luôn mà không phải ông xã. Mới lớn lên thì có quen rồi, xong gặp ở rồi thôi. Mình cứ sống ở đây suốt vậy đó. Không sao chú, ở đây bà con nó thương lắm, chú bác rồi, cô rồi nè. Rồi ở đây gọi chính quyền la không? Không chú, mấy chú chính quyền bắt đầu không biết cái hỏi rồi xong tôi nhìn ra con cháu hoặc là em út nữa. Rồi xong tôi cho ở đây với hai nữa, với hầm cầu nè. Vòng vòng ở đây ai cũng thương chứ. Dạ hả? Dạ, cho con chút chút rồi. Rồi cuộc sống mình ở đây thì mình sinh hoạt ăn uống vệ sinh sao chị? Sinh hoạt thì đi nhờ của cô chủ cưa dưới, đi xuống dưới tắm xong rồi giặt đồ dưới rồi múc nước lên xài. Còn đi tiểu tiện là tùy thích mình đi đâu, mình đi mình cũng có người thôi. Rồi lúc mà chị đi là có con có chị với lại cháu đi luôn hay sao? Không, cháu là ở bên kia nó quen với chồng nó, cái đó điện thoại qua bệnh hỏi nó. Còn lúc đó là chị đi là chỉ có mình Ên thôi. Đi thời gian xong quay trở về mới ẩm nó lên, dẫn em đi theo. À, vậy là chị đây là cũng có lên Campuchia luôn. Lên chung luôn, ở chung luôn ba người trên thời bạn gian hả? Lâu. Ở trọ hay sao? Ở trọ chứ. Như có tiền nhiều mướn nhà giờ hơi mắc xíu, có tiền rẻ hay mướn ngay chân chỗ khu rẻ hơn xíu vậy đó, tùy theo giá tiền vậy đó. Sống hết được thì mình quay về đây. Dạ, với lại trận không phải là sống không được, mà trận Covid cũng có dành dụm cho tiền của chồng nó cho đó. Rồi xong rồi từ từ hết tiền rồi có cháu, cái gì cũng lo ở trong cái chợ. Với lại ít có giao tiếp hai bà con gì đó, rồi cái gì cũng mua, cái gì cũng mua. Cái gì cũng tự mình á, cứ từ từ hết tiền. Rồi mình về đây là mình có làm cái công việc gì để mình sống không? Lúc trước có mấy cô kia cho bọc mận đó chú, nhưng mà vô mùa này không phải là mùa nữa, thành ra ít có ấy, ít có bọc nữa. Không có lãnh làm, lúc đó làm cũng có được 3 ngày cũng được 150, 120 vô bọc mận. Rồi mình sống ở đây thì em thấy là không có cửa nẻo gì, rồi con của chị lẫn gái nó nguy hiểm gình gặp dữ không? Không đâu chú, vòng vòng đi mất đầu ta không biết, cái người ta hù rồi cho sợ này kia, giờ vòng vòng đây biết rồi tốt, không có gì nữa đâu. Lần đầu tiên xuống đây ở bữa hay bữa thì có, nhưng mà ở ngày lâu không có đâu, vòng vòng nó cũng tốt. Lúc trước á là em cũng có đi lên cầu Sài Gòn ngay chỗ chợ, cái khu chợ chị nói á, em cũng ở trên đó một thời gian và em cũng gặp một người thân ở trên đó nữa. Khu đó Việt Nam ở không rồi chú? Đa số là người Việt ở hết á. Việt Nam với lại người Campuchia thợm cũng có. Đừng có. Đây là một trong những cô, là một trong những người mà đi sang đất Campuchia làm, bây giờ hết thời thì cô phải quay trở về đây nè. Bạn gái cô lúc đó ở trên đó làm công việc gì? Không có làm chứ, lúc đó đi ở trong nhà cũng có một số vốn rồi đi ra đi vô mua đồ vậy đó, rồi xong nó quen với chồng nó cho một số vốn á. Rồi mới có cháu nè, từ từ mất liên lạc. Cái đó hồi chú qua chú hỏi nó. Dạ. Mình nói tiếng á, cần mua cơm hoặc là mua gì để ăn rồi đi ra mua xong mình đi vô rồi. Ở chợ mà ít có qua lại lắm, không có giống như ở giường. Như ở giường mình còn hỏi thăm mà cái này chút kia chút, còn ở chợ không có hỏi, không có tới luôn. Sau thời gian thì mình về đây mình thấy cuộc sống ở đây so với ở Campuchia thì sao? Ở trển thì tùy theo, cũng như là chỗ nào cũng tốt hết trơn chú, nhưng mà nó cái không có giống nhau. Cũng như là mình ở giường thì
cô bác ở đây tính theo ví dụ như là lúc nó rảnh người ta chạy ra nó cho cái chút người ta đi làm, cũng như là bù lại cái trong lúc mà người ta không có lại cho được á. Còn ở trên chợ thì thí dụ như mình ở đó lâu lắm ha, thì chủ nhà hoặc là vòng vòng ở đó người ta nói ờ bữa nay không đi làm hoặc là sao đó vậy, chào hỏi một câu cái rồi cũng vui vẻ bình thường, tùy theo cách sống giống khác nhau. Mình có dự định là mình kiếm tiền mình lên đó mình làm lại nữa không chị? Không, đó chú già quá rồi, đi đâu. Chắc xa quê cái ký ức người Campuchia thì phải nói nhiều đó hả chị hả? Không phải đâu. Lúc trận Covid với lại tôi sống ở trên chợ, ít có tiếp xúc qua lại lắm, cái gì cần lắm thì hỏi không có thì thôi rồi, chứ ở ngay trên thành phố không có như là mạnh nhà ai mới ở đi ở chợ mà. Chị nói là chị đi rất là lâu rồi, ngay cả là đi bao nhiêu năm mình cũng không nhớ luôn. Vậy thì sau thời gian bôn ba nơi xứ người đó, thì đối với chị á, về thì lại không có một đồng tiền dính túi nữa, phải lội bộ xin tiền đi về, thì đến thời điểm bây giờ chị có hối hận không? Không nói chút, sống biết rồi cũng tự quen à. Cũng nghĩ lúc trước cũng ngửi hơi buồn buồn, chứ không phải là không có chứ không phải tốt gì. Nhưng mà suy nghĩ lại đâu cũng là cái số phận mình vậy. Lúc mình có tiền thì chút đỉnh thì mình không biết dành dụm chắc mót thì thôi. Cũng vì chữ tiền mà mình đi buôn ba mình kiếm tiền đủ thứ hết. Kỳ giờ hết tiền cũng tại vô mình chứ vô ai thì sống vậy đi. Không biết sao được. Nghĩ chi cho xa, ngày tính ngày, bữa tính bữa. Đừng con. Phải lộ bộ từ Campuchia về đến tận cái sách Sóc Trăng này luôn. Lúc trước lội tuốt dưới lên chú, rồi tới đây ngãi lên, rồi xong cái bọc cho lên trên này. Bọc lên đây rồi xin ở đây. Lúc mùa mưa rồi. Đừng con. Cuộc sống rất là ấm thấp luôn cô bác anh chị. Chỉ có một cái chiếc giường này duy nhất là nơi ngủ của ba người thôi. Bây giờ về đây thì mình có mong ước mình làm cái công việc gì không chị? Cũng không phải mong ước nhiều, lúc trước cũng mấy cô đó xin cho bọc mận á, bây giờ cũng có đồng vô đồng ra mua nước rồi uống với mua bánh rồi cho chưa ăn chút đỉnh nè. Bây giờ hết mùa thôi, chừng nào có mùa mới cố đưa nữa, hết mùa thôi. Vì vòng vòng ở đây nè, mấy cô mấy chú chạy ra cho người vài chục chứ đấy, lại cho đồ ăn, cho mì, cho gạo, cho đủ thứ, có người cho cơm vậy đó. Lúc nào tao rảnh tao ra tao cho, không đi làm á, còn lúc nào tao đi làm rồi thôi. Mình nấu ăn ở đây luôn hả? Dạ. Nó không có biết đó mà nhỏ nó chơi trò nó dít lên. Rồi mưa sao? Mưa cái cô kia có cho, có tám có cho cái những cái xu rồi chứ. Bây giờ chắc bớt mưa rồi. Dạ. Cháu ngoại tên gì? Tên Chư. Tên Heo. Kiểu nó... Con gái của chị Lan năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Nó 24, 25 tuổi vậy. Lúc mà đi cùng với chị lên Campuchia là lúc đó là bao nhiêu tuổi? Không biết như đó mà hỏi nó quên lâu quá quên rồi. Chị có dạy nói chuyện không? Hả? Chị có dạy tiếp cận không? Nói chuyện nó cũng vài câu thôi, ngày đó nói vài câu rồi. Chị ơi. Dạ? Chị qua đây mình em nói chuyện. Dạ, con ngồi đây được anh. Dạ hả? Dạ em ngồi đây được. À em qua em trò chuyện với chị tí xíu được không? Dạ dạ. Dạ. Rồi vậy hả chị? Cảm ơn chú. Chị tên gì hả chị ha? Dạ em tên Như Hi. Tên gì? Tên Như Hi. Hi Hi hả? Dạ. Chị lên cũng đi Campuchia với mẹ của mình luôn. Dạ, từ Campuchia em đi lội bộ về đây đó. Ồ vậy hả? Dạ. Năm nay là chị bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 25 tuổi. Dạ. Lúc mà chị lên Campuchia với mẹ mình là lúc đó là chị bao nhiêu tuổi hơn? Em lúc đó em 12 tuổi. 12 tuổi. 12 tuổi. Vậy là chị lên mười mấy năm rồi. Dạ. Mình lên đó mình làm cái công việc gì hả chị? Em lên đó mới đầu gia đình nghèo lắm, không có tiền đâu, em xin phụ hồ. Phụ hồ? Dạ, phụ hồ là bưng bê trộn hồ cho người ta. Xong rồi không có công ăn việc làm, một khoảng thời gian là không có tiền. Không có tiền nữa, không có làm công trình. Cho nên em xin vô quán bar em làm. Lúc đó vô quán bar em làm xong khoảng một tháng mấy sau em gặp chồng em. Nên em không có làm nữa. Dạ. Mình làm quán bar lâu không? Dạ. Mình làm quán bar... Ở Casa. Dạ, quán bar Casa gần ở chỗ trung tâm của Nam Bình. À, gần trung tâm thành phố Long Biên. Rồi sau đó là mình gặp chồng mình không làm nữa. Dạ, sau đó gặp chồng em khoảng một năm mấy sau thì em nghỉ lại một năm nữa. Bây giờ ông xã của mình đâu chị? Dạ mất rồi. Dạ trận Covid bị tai nạn té lầu mất rồi. Tai nạn té lầu hả? Dạ mất rồi.
Ông xã mình là người Việt hay là người Campuchia? Dạ, người gốc người Trung Hoa mà sinh sống tại Campuchia. Rồi mình về đây là đi lội bộ cùng với mẹ của mình với lại con của mình. Dạ. Đi mấy ngày mới tới hả chị ha? Dạ. Mình đi mấy ngày? Một năm mấy tháng. Là em đi vòng hết đất nước Campuchia rồi em mới tới cửa khẩu lần thứ hai mới xin mới cho qua. Là một năm hai tháng hay một năm ba tháng gì đó. Không có giấy tờ, không có công an chuyện làm nên là cư trú ở đất nước bên không được đó nên người ta cho đi về Việt Nam. Mình về đây mình còn giấy tờ gì không chị? Dạ không, trong mình không còn giấy tờ gì cả. Chỉ là một vài bộ đồ thôi, trong mình không có gì cả. Em thấy cái tay của mình bị thẹo kìa, sao á chị? Em bị phỏng lửa. Bị bíp ga nữa, phỏng lửa. Mình về đây thì mình có làm cái công việc gì không? Dạ không. Ở đây các bà con có giúp đỡ với lại YouTuber, người ta có giúp đỡ em không? Có đi bán vé số người ta giúp đỡ chi phí cho em. Nhưng mà em không muốn ở đây, chỉ sinh ra ngại cho về em không nói thôi à. Dạ. Năm nay 25 tuổi rồi. Dạ 25 tuổi. Không có giấy tờ gì nên không có đi làm gì được. Có thời gian mình có dự định làm lại giấy để mình đi làm công ty gì không? Dạ không. Ở đây người ta cũng cho chính quyền cho hỏi có làm thì người ta khoảng một thời gian đó người ta kêu có gia đình dòng họ về xác nhận rồi người ta làm cho. Hoặc là người ta giúp đỡ cho những nhà tình thương ở vô ở nhưng mà em không muốn. Vì sao mình ở trên đó rồi mình phải quay trở về đây hả chị ha? Dạ. Tại vì lúc Covid á, lúc em qua với chồng em á không phải là khó khăn gì, cũng có thuê nhà ở. Rồi cũng có tiền mua sữa cho con em. Nhưng mà sau cái trận Covid sinh con xong á, mất liên lạc với chồng em xong số vốn của em á là cho con rồi xong không có tiền mướn nhà cũng không có ăn việc làm vậy. Chứ Campuchia em nó không có gần. Cho nên là xin người ta không cho công an việc làm cho nên là mới đi đường xin luôn. Lúc mà lên 13 tuổi thì chỉ đi phụ hồ thôi. Dạ. Yeah. Về đây thì thấy cuộc sống của mình thoải mái hơn ở Campuchia không? Dạ thấy thì thoải mái lắm. Em đi lội đường nắng mưa sớm hôm chứ một ngày em nghĩ được có mấy tiếng đồng hồ thôi, có khi trời mưa cũng nằm ngủ ngoài đường không có vô nhà người ta. Cho nên ở đây có cầu chú nắng chú mưa vậy là tốt lắm anh. Em thấy nó vui lắm chứ bà con đi ai cũng hòa nhã cả. Em thấy chị là con gái nữa với mẹ của mình cũng là nữ nữa, ngủ ở đây thấy nguy hiểm quá. Dạ không, có bóng đèn chịu xíu có bóng đèn bật lên. Dạ. Mình về đây thì mình có mong muốn gì không chị? Dạ không, em về đây chỉ muốn có cuộc sống bình thường hòa nhã với người ta thôi. Cho nên ai đi tới lui cho chị em ăn nấy, người ta ở đây người ta vui vẻ hòa nhã lắm. Rồi xong em thấy có chỗ chú nắng chú mưa gì em cũng thấy gì vậy cho mình là tốt cho con em lắm rồi. Em thấy cuộc sống mình ở đây ẩm thấp quá. Em nghe nói là có nhiều người là khuyên mình lên trọ ở, vì sao mình không chịu lên ha? Tại em thấy nhà đó không phải của em mua. Chừng nào em đi làm có tiền em bỏ tiền ra mua một căn nhà nhỏ thì em vô. Còn nhà người ta giúp đỡ lỡ một khoảng thời gian sau em không có chi phí đâu cho con em đi ra ngoài cũng vậy thôi à. Chứ nó ngột ngạt lắm. Dạ. Mình thích sự tự do hơn. Dạ. Lúc trước là chị ở chung trọ với mẹ mình ở Campuchia luôn. Ở dạ. chợ. Dạ lúc 3 tuổi em ở chung với người này. 3 tuổi ở trên tay lúc đó là mới lớn là em kêu bằng mẹ nhưng mà không phải không biết con là mẹ ruột hay là người ta bỏ em ngoài đường người này nhận nuôi hay là lụm thì không biết. Nhưng mà lúc 3 tuổi thì người này ấm cho ta nuôi tới lớn rồi. Sao kêu gọi là người này? Sao gọi là người này không gọi là mẹ hả? Dạ lúc trước có gọi nhưng mà lớn lên á em tìm hiểu về gốc gác của em lỡ đâu người ta lụm em ngoài đường hoặc là người ta nhận nuôi em cũng chừng. Mẹ cũng là mẹ rồi mẹ nuôi cũng là mẹ mà kêu bằng chị cũng là mẹ thôi. Chú đại đi. Dạ. Em thấy cái tác phong của chị mạnh mẽ quá ha. Dạ đó giờ em vậy nó quen rồi. Dạ. Nên thành nữ là cứ mẹ cứ về thì mình cứ về luôn chứ mình không mình có bao giờ mình muốn quay từ trở lại đó. Từ nhỏ tới lớn là đi đâu đi chung vậy đó. Dạ em có đi ăn đi uống hoặc là đi mua đồ thì cũng đi chung vậy chứ không có đi riêng. Rồi sau khi về đây thì nhiều phút mắc quá nên là mới ít nói chuyện lại. Lớn rồi nói chuyện lại. Là cứ nấu ăn gì sinh hoạt gì ở đây hết rồi tắm ở đâu em không biết. Xong đó anh tắm xong. Trời ơi trời. Xong lớn lắm. Dạ một ngày lớn là 2 cử lực. Bé cũng tắm xong luôn. Dạ. Trời ơi trời. Chị bước lên đây tí xíu được không? Tại bé con của chị á. Nhà mình sống ở Campuchia thì mình về Việt Nam thì lại trắng tay. Đối với bản thân của chị là gái thì mình có cảm thấy hối hận không? Không hối hận mà em cũng không mặc cảm. Em đi tới đâu em sinh ra tới đó. Có khi một tuần lễ không có một gói mì cho con em ăn. Em đi lên núi lên non của Campuchia có công an đuổi nên là em có bằng chứng.
là tự chân của em lỡ từng bước mà đi xin ăn. Cho nên ai cho gì ăn nấy, không có mặc cảm đâu. Có đôi khi người ta cho một bánh mì mà 2-3 ngày người ta giống như không có dọc, không có khá giả. Người ta chi miếng ăn cho em cũng nhận. Em thấy nó cũng tốt lắm. Không có gì mặc cảm mà không gì khó khăn cả. Đi như vậy thì có ngày nào con mình không có gì ăn đói đi sao? Nó nhìn khác nhìn đói anh. Mới có 2 tuổi mấy thôi. Là em tập cho nó đi, nó lội núi, lội non với em xong rồi. Nó leo lên đèo lên dốc mà không có dép mang quần áo, chỉ có một bộ thôi. Không có tiền mua luôn rồi xong rồi. Xin nước chung lưu của người ta rồi có khi múc nước mua uống cho nó uống. Tại đường đó. Dạ. Cho nên khó khăn lắm. Nhưng mà em thấy nó ở đây gì nó tốt, nó rất nhiều lắm. Hành trình mình lội bộ từ ở nơi mình ở đi về đây là khoảng mấy ngày? Dạ. Từ Campuchia lội bộ về đây là khoảng 1 tháng mấy là tới đây. Tới đây là từ đường Châu Đốc xuống tới đây. Rồi em không có đường đi, em tính xuống tới Đại Ngãi rồi bọc lên đó, lên thành phố. Nhưng mà mưa gió nhiều quá nên là bọc ngược về đây lần thứ hai nữa là mới tới chú ở đây. Lúc mà mình về thì mình có định hướng được rằng mình ở đâu không? Không, tại em không có nhà cửa, em đi tới đâu chú tới đó thôi. Chứ là em không dám vô nhà người ta, sợ người ta không phải là kỳ thị mà sợ người ta buôn bán hoặc là mất đồ. Người ta không an tâm, với lại camera quay sợ trộm cắp nên em cũng có vô em ở ngoài đường thôi à. Cho nên là có hồng cầu chú nắng chú mua là em thấy tốt lắm rồi. Mình đã đi Campuchia từ hồi lúc 13 tuổi và mình ở đó hơn 10 năm. Dạ. Thì cái cuộc sống ở đó nó cũng quen rồi. Dạ. Dù sao thì không làm cái công việc này thì cũng làm cái công việc khác để sinh sống. Dạ. Ở trên đó thì cũng sinh sống, sinh ăn để mà sống. Dạ. Về đây thì lại sống như vậy. Thì tại sao mình không chọn cuộc sống ở trong đó mà mình phải lủi về đây? Cuộc sống trên đó là tốt, nhưng mà xin công an chuyện làm rất là khó. Thí dụ như có giấy tờ mà không biết nói tiếng Cam nhiều á, Campuchia nhiều á thì còn dễ. Chứ em không có giấy tờ mà cũng không biết nói tiếng Campuchia nhiều á, cho nên nó hơi khó lắm. Xin rửa chén rửa đồ thì nó cũng hơi cực. Là người ta cũng ít có nhận lắm, không có tin tưởng gì, không có giấy tờ. Có bao giờ là ở trên đó mình bị những người Campuchia họ ăn hiếp không? Không, người ta không kỳ thị. Đất nước Campuchia rất là dễ sống. Thích muốn chi giống như là cuộc sống tự do, ai muốn ăn sống chi có sống. Nhưng mà đặc biệt là phải có giấy tờ và học tiếng. Học tiếng không phải cần nhiều mà giống như buôn bán hoặc là bưng đồ ăn hoặc là nói chuyện với khách hoặc là khách kêu món ăn á, biết nói thì người ta mới cho xin vô làm được. Mà cái đặc biệt là em không có giấy tờ. Không có giấy tờ người ta không có lòng tin người ta mướn đâu. Tại vì người ta nói là người Việt Nam mà không có giấy tờ, sợ có đôi khi những chuyện khó khăn gắt gối rồi chính lý công an người ta không tin tưởng đâu. Đối với một người phụ nữ thì chọn một cái cuộc sống ở trong cái làm dịch phục vụ massage hoặc là quán karaoke thì người ta rất là ngại. Thì mình là trẻ tuổi sau thời gian phụ hồ thì mình vô đó mình làm mà mình có thấy có ngại không? Dạ không, em không ngại gì cả. Em rất bình thường. Tại vì em nghĩ cuộc sống vô sinh của em mà lớn lên á, chưa à? Lớn lên á không có ai lo cho mình á thì mình lớn lên vô sinh của mình làm nghề chi á mà có miếng ăn lo cho gia đình được thì cứ làm. Em không ngại những chuyện đó đâu. Bây giờ là Bùi Hồ chia sẻ đoạn clip này cũng không biết nói như thế nào. Ngày hôm nay thì em được bạn giới thiệu về cái cuộc sống của mình. Dạ. Đầu tiên là em thấy sau gần 7 năm sống ở đất khách quê người thì nó cũng không bằng đâu là quê hương xứ sở. Dạ. Và ngày hôm nay trở về đây á, chỉ mong thời gian sau á, dạ, chị với lại mẹ của mình á, dạ, sẽ tìm được một cái công việc ổn định hơn. Nếu ai giúp đỡ mình lên trọ ở thì dạ, cố gắng mình thay đổi, mình có thể lên trọ ở. Một năm thì mình làm có thể là đầu tiên là trú mưa trú nắng đúng nghĩa, nó không nguy hiểm cho bé, dạ, cũng như là cho chị, dạ. Thứ hai á là mình lên trên đó thì mình không còn lo chỗ ăn chỗ ngủ nữa, dạ. Đó. Và dạ, thứ ba thì từ từ ổn định cái chỗ ở thì mình tìm việc làm, mình tự trả cái tiền trọ của mình, dạ. Chứ em thấy sống gì thì thấy tội bé, tội chị và cũng như là rất là nguy hiểm luôn. Em, dạ, chỉ có lời khuyên như vậy thôi. Thì về được rồi thì mừng cho chị ha, dạ. Em thay mặt cho cô My ở Mỹ gửi cho chị mua cho bé, dạ, sữa. Em không biết là mình có em bé nữa, dạ. Sữa với lại dạ, rồi với lại một số đồ ăn ha, dạ. Thôi còn bây giờ thì chắc có lẽ là cho gia đình nấu cơm buổi cơm chiều. Mình sẽ tạm biệt ha. Và như vậy là Bùi Hồ vừa chia tay với lại một hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng không biết cách nào để giúp đỡ. Đây là một trong những cái hoàn cảnh Việt Kiều trở về nước trắng tay, đặc biệt là từ đất nước Campuchia, phải lội bộ rất là nhiều ngày để gia đình hồi hương trở về đây. Cũng mong rằng cuộc sống của chị với lại mẹ của mình, bé sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Đúng là không có cái nơi đâu bằng quê hương đất nước và xứ sở như nhà, đúng không cô bác quý anh chị?
một cái câu chuyện rất là cảm động, và để thay đổi cái tư duy để lên trọ là một điều gì đó rất là khó khăn. Cũng mong là thời gian tới khi mà Bùi Hồ quay trở lại thăm ba mẹ con á, thì sẽ thay đổi cái cuộc sống ở so với ở thời điểm hiện tại.